Thất Nương tỷ tỷ, tại sao tiểu đậu tử đến nhà kho lâu như thế? Đúng rồi, đã đi cả một canh giờ rồi. Ta nghĩ chắc chắn là cậu ta đi xem tỷ võ rồi. Thất Nương tỷ tỷ còn bảo vệ hắn, chỉ quản lý bọn ta ngây ngốc ở đây làm việc. Song Nhi, con mắt hảo của cô nhìn thấy ta bảo vệ hắn, chắc đại gia phân công cho mỗi người một việc, mỗi người tự quản lý tốt chuyện được sao? Nếu như tiểu đậu tử làm không xong, làm không tốt, tự khắc sẽ chịu trừng phạt. Chắc đại gia công bằng chính trực, đâu đến lượt người nói. Nói hay lắm. Sáng hôm nay ta đã lập quy tắc, nếu ai phá hoại quy tắc, ta nhất định sẽ trừng phạt, tuyệt đối không có ngoại lệ. Làm việc cho tốt đi, đừng có lề mề ở đây. Thất Nương, tiểu đậu tử ra ngoài bao lâu rồi? Bẩm sư phụ, khoảng một canh giờ rồi. Chiêu thức lợi hại quá. Thật lợi hại. Khi nãy ngươi dùng độc gì? Ngươi không dùng sức lực nữa rồi, thần trí ngày càng mơ hồ. Ta nói thật với ngươi, ta không chỉ dùng thuốc cho ngươi, bản thân ta cũng dùng thuốc. Một mất một còn. Ta khuyên ngươi hãy sớm nhận thua đi, tránh để mất mạng.
kiệm sao vậy? Sao lại thấy cứ không đúng vậy nhỉ? Sao trông huynh ấy có vẻ rất mệt mỏi vậy nhỉ? Nếu như ta thua, sự an nguy của thái tử sẽ do Tào Vương kiểm soát. Ta cần phải bình tĩnh, cần phải tỉnh táo. Ta cần phải bình tĩnh. Huynh ấy định làm gì vậy? Đây là chiêu thức gì vậy? Tự làm mình bị thương sao? Vậy cũng nguy hiểm quá rồi. Có ngươi bất nhân trước thì đừng trách ta bất nghĩa. Nếu ngươi không hạ vũ khí xuống, ta sẽ giết chết Tào Vương. Ta chết thì cũng phải tìm một người đi cùng. Hộ giá Bùi Hành Kiệm, ta bỏ rồi, đừng làm hại Tào Vương. Bùi Hành Kiệm, ngươi dám hành thích Ngự Tiền, người đâu? Bình Nhi, Bùi Hành Kiệm, xin bệ hạ giáng tội. Bệ hạ, xin hãy cho Bùi Hành Kiệm cơ hội để giải thích. Nhi thần nghĩ Bùi Hành Kiệm không phải là cố ý làm hại thập tứ đệ. Nhi thần biết võ công của Bùi Hành Kiệm, nếu giữa trường án không dừng tay lại, e là thập tứ đệ đã sớm mất mạng rồi. Thái tử, Bùi Hành Kiệm là người mà cậu hết lòng tiến cử. Vì có cậu làm chỗ chống lưng nên hắn mới có gan to như vậy đúng không? Dám ở trước mặt bệ hạ phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu hại Tào Vương, chỉ chút nữa đã lấy mặt Tào Vương rồi. Thái tử vẫn còn dám đứng ra bênh vực hắn ta, nói đỡ cho hắn sao? Tên Bùi Hành Kiệm này phản rồi, thái tử điện hạ cũng phản luôn sao? Như thần dám đảm bảo Bùi Hành Kiệm là người trung thành, tuyệt đối không hề phạm thượng. Khẩn xin bệ hạ hãy cho Bùi Hành Kiệm một cơ hội để giải thích. Được, nếu như thái tử đã cầu xin cho Bùi Hành Kiệm một cơ hội giải thích, trẫm cũng muốn nghe xem Bùi Hành Kiệm nói thế nào. Cho dù ngươi không có ý mưu hại Tào Vương, nhưng uy hiếp thân vương cũng là đại tội tru di cửu tộc. Trẫm muốn nghe xem tài mồm mép của ngươi tự bào chữa cho mình thế nào. Bẩm bệ hạ, tội thần vừa rồi quyết định uy hiếp Tào Vương là đã sớm coi nhẹ sự sống chết của mình rồi. Tội thần hôm nay tỉ võ với Bổ Ba Nỗ để tranh chức cận vệ của thái tử. Bổn phận của một cận vệ của thái tử, việc đầu tiên chính là cứu thái tử khỏi nguy hiểm. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ sự an nguy của thái tử. Trong cuộc quyết đấu vừa rồi, bệnh cũ của Ti Chức lại tái phát, không thể hiếu chiến, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc trận quyết đấu. Vừa rồi nếu như là thật, trong trường hợp thế lực không cho phép, trước hết phải bảo đảm an toàn cho thái tử. Cho nên Ti Chức nghĩ tới cách tốt nhất là bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Xin bệ hạ chớ nghe lời khôn môi múa mép của Bùi Hành Kiệm. Dưới con mắt của nhiều người, hắn dĩ hạ phạm thượng, suýt chút nữa thì làm bị thương Minh Nhi, không thể nhân nhượng được, nhất định phải nghiêm trị. Mị nương, nàng thấy thế nào?
Bệ hạ, thần thiếp là người ngu dốt, không dám ăn nói lung tung. Mị nương chỉ biết bệ hạ là người biết nhìn xa trông rộng, không câu nệ việc chiêu mộ nhân tài, nên mới có được cục diện triều đường nhiều nhân tài hưng thịnh như bây giờ. Bệ hạ là người rộng lượng, giỏi chuyện dùng người, ai ai cũng biết. Bên cạnh bệ hạ không những có đủ 24 vị danh thần của Lăng Yên Các, mà càng trọng dụng những người hiểu biết sâu rộng như Ngụy Trưng, đã vang danh thiên cổ, võ tài nhân. Miệng ngươi thì nói không biết gì, không dám ăn nói lung tung, mà lại nói bừa nhiều như vậy. Bùi Hành Kiệm tự cao phạm thượng, sao có thể so với 24 vị danh thần Lăng Yên Các? Tỷ tỷ dạy dỗ rất phải, mị nương chỉ là ngưỡng mộ tấm lòng và hành động của bệ hạ đã lâu, nhất thời không kiềm được. Được rồi, chấm tự có cách xử lý. Thái tử, con thấy thế nào? Nhi thần từ nhỏ đã ở bên cạnh bệ hạ, mắt thấy tai nghe, mặc dù không được như bệ hạ, nhưng cũng hiểu đạo lý dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Nhi thần coi trọng võ thuật của Bùi Hành Kiệm nên tin vào phẩm hạnh của hắn, lại càng ngưỡng mộ lòng dũng cảm của hắn hơn. Bùi Hành Kiệm, hành vi hôm nay của ngươi tuy rằng thô lỗ, nhưng đúng là thật lòng nghĩ cho thái tử, cũng không uổng công thái tử tiến cử và tín nhiệm ngươi. Ngươi túc trí đa mưu, gặp nguy không loạn, chậm cũng phải tán thưởng. Chậm phán ngươi thắng trận tỷ võ này, sau này tiếp tục ở bên cạnh thái tử, một lòng một dạ bảo vệ thái tử. Tạ ơn bệ hạ nhân từ, Bùi Hành Kiệm nhất định hết lòng bảo vệ thái tử. Bệ hạ, Bồ Ba Nỗ, võ nghệ của ngươi cũng đã rừng tài giỏi, khiến chấm và các thị vệ mở rộng tầm mắt, sau này tiếp tục ở lại bên cạnh Tào Vương bảo vệ Tào Vương. Tuân lệnh. A Toàn, có thần đem bảo kiếm Long Tuyển tiến cống ra đây, lần lượt ban thưởng cho Bùi Hành Kiệm và Bồ Ba Nỗ. Tuân chỉ. Tạ ơn bệ hạ ân thưởng. Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm. A Thắng gọi thái y. Vâng. Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm. Bệ hạ già rồi hồ đồ à? Mắt thấy Bùi Hành Kiệm dùng kiếm uy hiếp con, mà chỉ bằng vài câu biện hộ cùng với mấy lời khô môi múa mép của thái tử và võ mị nương, lại bênh hắn chằm chằm, cứ thế tha tội cho hắn. Hôm nay chắc mẫu thân đã tận mắt thấy sự lợi hại của võ mị nương rồi chứ. Cô ta dám ở trước mặt mọi người chặn lời mẫu thân, bệ hạ còn nghe lời cô ta răm rắp, không hề bận tâm đến thể diện của mẫu thân. Nếu sau này thái tử có võ tài nhân làm nội ứng của mình trong cung, thì e rằng việc lấy mạng con chỉ thiếu một thời cơ nữa thôi. Từ hôm nay, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cúi đầu nhẫn nhịn nữa. Ta phải tranh đấu vì mình, cũng là vì minh nhi của ta. Có mẫu thân ở đây, đừng hòng ai động được vào minh nhi của ta. Rồi, tình trạng này của Bùi Lang Quân nhất định phải lập tức gọi thái y đến chữa trị. Nhưng thái y hiện có tai mắt của Tào Vương, sợ rằng sẽ bất lợi cho Bùi Lang Quân. Đây chính là điều ta lo. Vừa rồi Bùi Hành Kiệm biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn làm, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết. Người sáng suốt đều nhìn ra được tay của hắn đột nhiên không nghe theo sai khiến, giống như trúng độc vậy. Đông cung canh phòng nghiêm ngặt, kẻ thù có thể hạ độc ngay trước mặt mọi người. Sao ta có thể dễ dàng tin tưởng thái y viện? Đều tại ta,
chưa từng nghĩ đến nuôi dưỡng thế lực của mình trong cung. Điện hạ nhân nghĩa lỗi lạc, hà tất phải tự trách? Võ tài nhân, điện hạ, cuộc tỷ võ vừa rồi khiến mị nương phát hiện ra cánh tay của Bùi Hành Tiệm có điều bất ổn, cho nên ta đã phái người ra ngoài cung mời Lư đại phu đến phòng lúc cần đến. Bây giờ Lư đại phu đã đến rồi, đúng lúc có thể trần trị cho Bùi Hành Tiệm. Đa tạ võ tài nhân, mời Lư đại phu quả là quá đúng lúc, vừa hay giải quyết chuyện cấp bách của ta. Bùi Lang Quân hôn mê là do mất máu quá nhiều. Cánh tay đột nhiên mất sức là vì đã trúng độc. Nhưng may mà thuốc độc này chỉ có hiệu lực một khoảng thời gian, chỉ mất thời gian uống một chén trà nữa là sẽ mất công hiệu. Không có gì đáng lo nữa. Bây giờ tại hạ sẽ khử trùng cầm máu cho vết thương của cậu ấy. Lát nữa kê thêm vài thang thuốc cho cậu ấy uống, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Vậy làm phiền Lư đại phu. Tiểu đậu tử, thất nương bảo ngươi đến nhà kho lấy chỉ thêu. Chỉ thêu gì mà đi lấy mất hai canh giờ à? Chỉ thêu đâu? Tiểu đậu tử ham chơi, nghe nói trong cung có đấu võ, lòng khó kìm nén được nên đã chạy đến đó xem. Ngươi trả lời thẳng thắn quá nhỉ. Buổi sáng ta nói thế nào? Thượng phụ cục không phải là bất lục viện, ngươi không được lười biếng như vậy. Người dám coi lời ta là gió thoảng qua tai sao? Nô tài sai rồi, xin chắc đại gia trách phạt. Phạt, đương nhiên ta phải phạt. Còn phải phạt thật nặng. Không thể để ngươi làm gương xấu cho người của thượng phục cục, phá hỏng phép tắc của ta. Ngươi chuồn ra ngoài hai canh giờ, vậy ta sẽ phạt ngươi quỳ 4 canh giờ, không được phép ăn tối. Phạt quỳ xong, phải làm hết những việc ta giao cho ngươi hôm nay. Nếu không làm xong, ngày mai ta sẽ phạt gấp đôi. Tiểu đậu tử biết sai rồi, tiểu đậu tử nhận phạt. Người từ bất lục viện đến đúng là không biết phép tắc. Theo ta thấy, phạt còn nhẹ quá. A Bích nói đúng lắm. Xem sau này hắn còn hống hách được không. Đa tạ tất cả những gì võ tài nhân đã làm cho Lý Trị ngày hôm nay ở sân tỷ võ, và cả việc mời đại phu cho Bùi Hành Kiệm. Lý Trị xin khắc ghi trong lòng. Thái tử nặng lời rồi. Mị nương bảo vệ thái tử hoàn toàn là vì lòng nhân từ của thái tử. Sau này thái tử nhất định làm nên nghiệp lớn, có thể gây dựng một đại đường ổn định và một hậu cung đại đường yên bình. Trí thông minh của võ tài nhân ngày càng khiến ta khâm phục. Mỗi lần ra tay đều giúp ta hóa nguy thành an. Thời cơ và trường mực đều vô cùng đúng, thật sự vô cùng thông minh. Mẫu hậu ta mất sớm. Tuy ta là thái tử, nhưng lại vô cùng cô độc trong hoàng cung này. Chưa từng có ai giống như võ tài nhân, không tư lợi, không giấu giếm, chỉ bảo cho ta. Thái tử lòng ôm chí lớn, lại chính trực, tuổi trẻ tràn đầy hăng hái. Mị nương mỗi lần gặp thái tử lại nghĩ đến mình khi mới vào cung. Chỉ đáng tiếc những ngày tháng mị nương ở trong cung cũng không còn được bao lâu nữa, khó tránh khỏi kết cục bầu bạn với đèn xanh Phật cổ ở cảng nghiệp tự, sống khổ hạnh quãng đời còn lại.